câu chuyện truyền thanh câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn thương mại là hình thức thúc đẩy kinh tế nước nhà phát triển thuận mua vừa bán luôn là tiêu chí của các tiểu thương từ buôn bán lớn đến kinh doanh nhỏ tổng thể là như vậy nhưng trong thực tế lại có một số người vì ham lời nên dùng những chiêu trò mua vàng bán lận để lừa gạt khách hàng nhằm thu lợi thật nhiều hành động đó không những làm xấu đi hình ảnh mua bán tại các chợ mà còn làm mất đi niềm tin của người mua cần phải bày trừ gian thương này tạo một môi trường mua bán ngay thẳng giữa mọi người với nhau đó cũng là thông điệp mà tác giả thảo vi gợi đến của gì và các bạn qua câu chuyện truyền thanh mùa Ngày bán thật bây giờ mời bà con cùng theo dõi với sự tham gia thể hiện của các diễn viên hữu phúc trong dây ông hải kim liên trong dây bà cúc vợ của ông hải cộc loan trong dây trúc con gái vợ chồng ông hải duy hằng trong dây bà tư thu quế trong dây bà năm tường duy đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn cảnh buổi sáng tại nhà ông Hải, bà Cúc chuẩn bị đem hàng ra chợ bán, thì Trúc cũng chuẩn bị đi làm, thấy mẹ gánh đồ nặng nên chạy lại giúp. Mẹ, mẹ để con phụ khiên đồ ra cổng cho, nặng như vậy á mà mẹ khiên một mình á, thì cái lưng của mẹ nó đau nữa cho mà coi. Có gì đâu, chỉ mấy gánh rau hà, mà con làm như đồ nặng mấy trăm ký không bằng. Thay đồ rồi thì đi làm đi, đụng vô mấy thứ này lại dơ quần áo nữa đó. Ba đâu á, mà để mẹ khiên có một mình vậy? Ông nói chiếc xe bị hư gì đó nên ngồi ngoài kia sửa tự nãy giờ. Ông vô kìa. Sao không? Xe bị hư gì vậy? Ờ thì cũng không có gì. Thì chắc nó già quá rồi nên mới dở chứng đâu mà. Nhưng có tôi á thì hư cỡ nào cũng sửa được hết à. Để con ráng đi làm kiếm tiền sắm cho ba mẹ một chiếc xe mới đặng cho ba mẹ đỡ vất vả. Chứ như vậy á con thấy cực khổ cho ba mẹ quá à. Trời đất ơi, xe chở rau ra chở bán thì cần gì xe mới hả con? Xe như vậy là được rồi. Khi nào nó không chạy được nữa thì hãy tính tiếp. Nhà mình đâu có dư giả như nhà người ta. Nên tiết kiệm được cái gì thì mình tiết kiệm đi con. Nhưng mà... Mẹ con nói đúng đó. Vì chứ mấy cái chuyện này ba mẹ lo được. Con đừng có bận tâm. Cứ giữ sức khỏe đi làm để lo cho bản thân con là ba mẹ vui rồi ba mẹ hay là hàng bông nhà mình á sau này á bán giá mắc hơn người ta một chút như vậy á thì mình có lời nhiều hơn đó ba mẹ cái còn này vậy mà nói cũng được mình bán mắc á thì người ta chê không có mua nữa lời đâu chưa thấy chỉ thấy khách quen bỏ đi mất hết vậy á, mình bán ít lại cân thiếu cho người ta một chút chắc không có sao đâu ba mẹ cũng không có được đâu con làm vậy người ta gọi là gian thương đó nghe con mua bán gian lận sẽ làm mất uy tín của ba mẹ. Tại con không biết đó. Mẹ con lâu lâu còn tặng thêm cho khách quen tới mua nữa kìa. Ba mẹ biết con lo lắng, muốn tốt cho ba mẹ. Nhưng mấy cái thứ chiêu trò gian lận đó, ba mẹ không có ưa. Mình sống ở đời phải có tình nghĩa, buôn bán phải có cái tâm. Mình lừa gạt người ta, có ngày người ta lừa gạt lại mình đó con Dạ, con hiểu rồi. Con xin lỗi ba mẹ. Ý kiến của con á thiệt là không hay chút nào. Thôi, ba mẹ ra chợ nhanh đi kiểu trễ. Con đi làm trước nha ba mẹ. À, con đi đi. Chị Cúc ơi, chị Cúc, chị ra chợ chưa? Ơi, tôi chưa đi. Có gì không chị Tư? Hên thiệt, tôi tưởng chị đi rồi. Tôi tính nhờ chị chở giùm tôi mớ rau củ này ra chợ. Hôm qua mới bắt mối được một chỗ cung cấp cá cho tôi. Giờ tôi phải chạy qua kia lấy cá gì bán liền cho kịp cái buổi chợ này nè. Chà, chị Tư chịu khó giữ hen Để đó đi, lát tôi chở ra chợ luôn cho. Ờ, vậy cảm ơn anh chị trước nha. Ủa chị Tư, rau củ mới sáng sớm, mà sao nhìn nó héo dữ vậy chị? Ờ, thì hàng hôm qua tôi bán còn ế lại đó. Lát nữa tôi tưới một chút nước là nó tươi xanh lại liền chứ gì. Trời đất, đồ từ hôm qua tới giờ mà chị còn bán nữa hả? ít nhất chị cũng phải bảo quản sao cho rau củ luôn tươi mới chứ. Vì tại tôi ham nên lấy nhiều, ai về bán không hết nên nó ế như vậy nè. Mà rau củ đó giờ toàn bán mấy ngày trời không hà? Có ảnh hưởng gì đâu mà chị lo. Lần sau nhớ bảo quản tốt nha chị. Chứ nhìn héo về người ta cũng ngại mua. Giờ ai nấy đều chuộng hàng tươi mới không hà chị ơi? Tôi biết rồi. Thôi tôi đi ngang. <laughs> chị tư chỉ ham lời nên không nghĩ tới cái gì trơn trọi bà nhìn nè khoai nó mọc mầm luôn rồi khoai này là mấy ngày nay rồi chứ không phải mới hôm qua đâu thôi kệ chị đi mình khuyên vậy rồi chị nghe hay không á là chuyện của chị giờ ông mau chở đồ ra chợ bán đi để rồi đó ờ à, vậy bà lên xe đi mình đi nghe Mấy tuần sau, gian hàng và bà Cúc buôn bán thuận lợi, khách hàng kéo tới mua đông. Còn bà Tư thì ngày càng ế ẩm. Mẹ ơi, nhà mình dạo này á buôn bán khấm khá, nên con mừng cho ba mẹ. Vô khách hàng người ta thương, nên ghé mua hàng của mình ủng hộ đó. Dạo này á lấy bao nhiêu là bán hết trong ngày luôn. Vậy là quá tốt rồi. Rồi đó giờ bán toàn sợ ế, rồi phải đem về. Để qua hôm sau á thì đồ không có còn tươi ngon nữa. Dì Cúc Lấy tôi nửa ký rau cần nha chị Ủa chị Năm Đi chợ trễ quá vậy chị Dạ Bữa nay chủ nhật Thằng con tôi nó làm biến Nên chở tôi đi chợ trễ nè Ai như con Trúc nhà chị Cuối tuần còn chịu khó ra đây phụ anh chị buôn bán nữa chứ Dạ Đây là điều nên làm mà dì Năm Ở nhà cũng không có việc gì làm Nên ra đây coi có phụ gì được cho ba mẹ Thì con phụ luôn Ờ à, Mà chị nghe chuyện gì chưa chị Cúc Chuyện gì chị quan trọng lắm hay sao mà chị nói thì thầm dữ vậy trời ơi chuyện chị tư đó bộ anh chị không biết gì thiệt hả nguyên cái chợ này á giờ ai cũng bàn tán với nhau về cái vụ nẻ trơn á vợ chồng tôi đó giờ ra chợ bán xong á thì chị nhà có nghe ai nói gì đâu à dì tư gặp chuyện gì á mà con thấy dì nam có vẻ nghiêm trọng quá vậy nghe dì nói á con cũng hơi tò mò đó nghe thì chị Tư bán đồ cũ cho khách mà hét giá cao, rồi còn cân thiếu nữa. Giờ toàn cái vợ này á không có ai thèm tới mua đồ của chị nữa. Trời đất, chuyện như vậy mà tôi đâu có biết. Nhưng chị Tư đó vợ buôn bán lâu năm rồi, thì sao mà cân gian bán thiếu được? Mấy tuần trước, tôi thấy chỉ còn chịu khó đi bắt mối bán thêm cá tôm gì nữa đó. Chịu thương chịu khó như chị, sao mà gian thương được? Tôi nói mà anh chị cứ cãi hoài hả? À. Giờ anh chị tới gian hàng của chị Tư thử coi Vắng như chùa bà Đanh vậy đó Không có một ai tới lui luôn Vậy thì tội cho dì Tư lắm Buôn bán không được á Rồi làm gì có đồng ra đồng vô Với người ta mà lo cho gia đình chứ Chị Năm Chị đi bếp xếp cái gì về tôi đó Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền ha Chị nói gì đó À dạo này khách hàng của tôi Tự dưng biến đâu mất hết à Có phải chị nói xấu tôi cái gì không rồi kéo khách qua bên chị. Đúng không chị Cúc? Trời đất, sao chị nghĩ tôi như vậy hả chị Tư? Tôi nói xấu chị làm chi? Thì để kéo khách như vậy đi nè. Đồ chị bán tôi cũng bán y như vậy, thậm chí còn nhiều hơn chị nữa. Vậy mà ai cũng kéo qua chị mua không có thèm mua đồ của tôi nữa là làm sao? Cái đó thì không biết à nghe. Có gì hiểu lầm không gì Tư? Bà mẹ con á trước vợ á không có thói nói xấu sau lưng người ta đâu. Tôi chỉ tin vào mắt mình, Tôi thấy làm sao tôi nói như vậy thôi. Sao chị không tự nhìn lại bản thân mình á đã làm gì mà khiến bà con á ai cũng tẩy chay đồ của chị bán. Tôi làm sao? Đồ của tôi á tươi ngon phong phú, có bị gì đâu mà chế. Chị Tư, tôi nghe mọi người nói chị cần thiếu, bán giá cao, có đúng không chị? Hồi hồ, 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 nào? Chị đừng có vu khống cho tôi rồi nghe. Trời đất ơi, cả cái chợ này ai cũng biết hết rồi mà chị còn chối hả chị Tư? chị buôn bán vậy thì khách hàng người ta không có ủng hộ chị nữa cũng đúng thôi chị tư à mua bán phải ngay thẳng chứ tôi bán cho người ta lỡ cần thiếu một chút chẳng qua là tôi kiếm thêm ít đồng lời chứ bán rau củ cá tôm thì lời có nhiều đâu nhưng gì làm vậy á là sai rồi đó chị tư người ta gọi là gian thương đó gì gian gì thương gì ai buôn bán chẳng muốn có lời nhiều chưa nói tới là chỉ có dăm ba đồng bạc lẻ mà họ cũng kỳ kèo trả giá cho bằng được nữa. Thì Thuận mua vừa bán mà chị. Người ta đi chợ hay có thói quen trả giá vậy đó. Nhưng nếu chị bán đúng giá, cộng thêm đồ ăn tươi ngon, thì chắc chắn khách hàng sẽ lui tới mua ủng hộ. Trước cái kiểu gian lận lường gạt người ta, thì không còn ai muốn tới mua hàng của chị nữa đâu. Tôi còn nghe bà con than phiền á là chị bán đồ cũ nữa kìa. Hết nói nổi chị mà. Hàng còn tồn lại thì tôi phải đem bán tiếp. Chứ không lẽ bỏ đi Vốn liếng của tôi trong đó Chứ không phải của không động đâu Bữa trước tôi thấy phai của chị nó mọc mầm lên hết Cái đó ăn không có tốt đâu Chỉ bán cho người ta thì mang tội Sợ bán không hết thì lấy ít lại một chút Để dăm bữa mà hàng quá sắp hư Thì cũng nên bỏ đi Đừng có tiếc chi Anh chị nói nghe dễ quá hen Anh chị buôn bán thuận lợi Thì cần gì cân gian bán thiếu như tôi Tại tôi buôn bán ế ẩm quá Thành ra tôi Chị là hiểu sai nữa rồi Tụi tôi á, buôn mai bán đắt Tất cả là nhờ và uy tín vợ chồng tôi Gầy dựng lâu nay với bà con Người ta tin tưởng Đến ghé mua ủng hộ tôi đó chị ơi Mình bán đúng giá Cân đủ số lượng Hàng quá tươi ngon Thì tất nhiên khách hàng sẽ tới thường xuyên hơn Chị Cúc trước giờ bán không thiếu một gam Lâu lâu còn cho thêm một chút này chút kia đồ chỉ bán á lúc nào cũng tươi xanh à, ai tới mua cũng thích hết á à. cái gì á cũng có quá trình của nó một bước làm giàu liền đâu có được đâu gì tư hồi trước á con cũng khuyên ba mẹ con bán thiếu cho người ta nhưng ba mẹ con á nhất quyết không có chịu giờ con mới hiểu ra là ba mẹ con làm đúng chính con á mới là người có suy nghĩ nông cạn hẹp hòi tôi nghĩ chị nên sửa đổi đi chị Tư Chứ cái kiểu này hoài người ta không có mua hàng của chị nữa cho coi Nói vậy là anh chị buôn bán trung thực đó giờ hả? Vậy mà tôi cứ nghĩ anh chị cũng dở chiêu trò Nên buôn bán thuận lợi như vậy chứ Thì ra là tôi hiểu lầm anh chị xưa nay Vậy giờ tôi 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 phải làm sao để khách quay lại với mình đây anh chị? Có gì đâu chị Thì chị đừng có cân thiếu cho người ta nữa Bán đúng giá đừng có hét giá cao hơn bình thường Còn nữa phải xin lỗi bà con bấy lâu nay mà chị đã lừa gạt họ. Chị Cúc nói đúng đó, nạn gian thương ở nước ta nhiều lắm. Tôi đọc được trên báo nói á, khẩu trang mà họ cần lừa đảo bán khẩu trang giả nữa. Hét giá trên trời nữa kìa. Làm ăn như vậy là thất đức hết sức. Đó. Có chuyện đó nữa hả chị Năm? Con á, cũng xem trên tivi người ta lên án dữ lắm đó mẹ. Tranh thủ dịch bệnh mà trục lợi cho bản thân mình á, là vô cảm đó. Nói thiệt đó giờ tôi đâu có nghĩ sai như vậy chị buôn bán trung thực á thì thế nào khách hàng cũng quay lại ủng hộ chị rần rần hà tôi đảm bảo luôn đó giờ chị biết lỗi rồi thì nhớ sửa chữa cái sai của mình đừng vì chút lợi trước mắt mà thành gian thương lừa gạt bà con chị đã học được một bài học nhớ đời rồi đó tôi hiểu bài học quá lớn đó chứ tôi sẽ nghe lời khuyên của mọi người sẽ sửa chữa cái sai của mình từ nay á, tôi không có dám gian 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 cái gì đó nữa đâu. Là gian thương cái gì tư? Ờ à, đúng rồi. Từ nay á, tôi không có dám mua gian bán lận để bà con gọi mình là cái thứ gian thương nữa. Quý vị và các bạn thân mến, quý gì và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Mùa Ngày Bán Thật của tác giả Thảo Vi. Chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây xin tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện xin nói lời chia tay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái, chào tạm biệt.